Một báo cáo của công ty phân tích sự thịnh vượng trên toàn cầu New World Wealth và nhóm tư vấn về đầu tư di cư Henley & Partners cho rằng Việt Nam sẽ có mức tăng mạnh nhất về sự thịnh vượng trong thập niên tới khi đất nước củng cố vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu. Hãng tin kinh tế hàng đầu thế giới CNBC đưa tin hôm 20 tháng 2. Andrew Amoyles, nhà phân tích của New World Wealth, nói với CNBC rằng Việt Nam được dự báo sẽ tăng mức độ thịnh vượng 125% trong 10 năm tới. Theo phân tích của hãng này, đây sẽ là mức tăng lớn nhất về sự thịnh vượng so với bất kỳ quốc gia nào khác, xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Một bản tin trong cùng ngày trên bnnbreaking.com có trụ sở ở Hồng Kông cũng đưa ra thông tin là Việt Nam sẽ gia tăng sự thịnh vượng 125% trong vòng một thập niên. Hãng tư vấn quản trị kinh doanh McKinsey ở Mỹ đánh giá trong một báo cáo rằng Việt Nam với vị trí chiến lược có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc và gần các tuyến đường biển thương mại lớn. Bên cạnh đó là có chi phí lao động thấp cũng như cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xuất khẩu đã biến Việt Nam thành một điểm đến hàng đầu cho đầu tư quốc tế, vẫn theo CNBC.